lại nữa thiện hiện giáp mũ mà đại bồ tát ấy đã mang đội chẳng thuộc sắc vì sao vì sắc rốt giáo không có sở hữu vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc sắc giáp mũ mà đại bồ tát ấy đã mang đội chẳng thuộc thọ tưởng hành thức vì sao vì thọ tưởng hành thức rốt giáo không có sở hữu vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc thọ tưởng hành thức này thiện hiện giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc nhãn xứ. Vì sao? Vì nhãn xứ rốt giáo không có sở hữu, vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc nhãn xứ. Giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc nhĩ tĩ thể thân ý xứ. Vì sao? vì nhĩ tí thiệt thân ý xứ rốt giáo không có sở hữu, vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Này thiện hiện giáp mũ mà đại bồ tát ấy đã mang đội chẳng thuộc sắc xứ, vì sao? Vì sắc xứ rốt giáo không có sở hữu, vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc sắc xứ. Giáp mũ mà đại bồ tát ấy đã mang đội chẳng thuộc thanh hương vị xúc pháp xứ, vì sao? vì thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo không có sở hữu vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc thanh hương vị xúc pháp xứ này thiện hiện giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc nhãn giới. Vì sao? Vì nhãn giới rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc nhãn giới. Giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc nhĩ tĩ thể thân ý giới. Vì sao? Vì nhĩ tĩ thể thân ý giới rốt ráo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc nhĩ tĩ thể thân ý giới ý giới này thiện hiện giáp mũ mà đại bồ tát ấy đã mang đội chẳng thuộc sắc giới vì sao vì sắc giới rốt giáo không có sở hữu vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc sắc giới giáp mũ mà đại bồ tát ấy đã mang đội chẳng thuộc thanh hương vị xúc pháp giới vì sao vì thanh hương vị xúc pháp giới rốt giáo không có sở hữu vì chẳng phải bồ tát chẳng phải giáp mũ nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc thanh hương vị xúc pháp giới này thiện hiện giáp mũ mà đại bồ tát ấy đã mang đội chẳng thuộc nhãn thức giới vì sao? Vì nhãn thức giới rốt giáo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải Giáp Mũ, nên nói Giáp Mũ kia chẳng thuộc nhãn thức giới. Giáp Mũ mà đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc nhi tĩ thể thân ý thức giới. Vì sao? Vì nhi tĩ thể thân ý thức giới rốt giáo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải Giáp Mũ, nên nói Giáp Mũ kia chẳng thuộc nhi tĩ thể thân ý thức giới. Này thiện hiện giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc nhãn xúc. Vì sao? Vì nhãn xúc rốt giáo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc nhãn xúc. Giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc nhĩ Tý thể thân ý xúc. Vì sao? Vì nhĩ Tý thể thân ý xúc rốt giáo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc nhĩ Tý thể thân ý xúc. Này thiện hiện giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, rốt giáo không có sở hữu. Vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Giáp mũ mà Đại Bồ Tát ấy đã mang đội chẳng thuộc các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? vì các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra, rốt giáo không có sở hữu, vì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải giáp mũ, nên nói giáp mũ kia chẳng thuộc các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra.